quý vị đem vô tốc hành luôn. Đó, mà tài xè cũng đi ha mọi người. À, Quy chào mọi người nha. Hôm nay Quy đi câu cá rô đồng nữa nha mọi người ha. Ở đây là cái con kênh của Quy câu nè. Đó, nó chạy dài từ đây vô tới múc chỉ ở trong kia luôn. Đây, Quy quay cho mọi người coi ha. Đó, cái con kênh của Quy câu này nó chạy dài từ đây dài vô trong kia ha. Giờ mà Quy cứ câu từ đây, Quy đi câu dài vô hết trong kia. Xong rồi nếu mà câu chán rồi thì Quy đi ngược lại dài qua tốt bên kia ha. Đầu câu Quy dọn đây, Quy móc hai lỗ ở đây rồi ha. Lần hồi Quy sẽ đi dài bên mé kia Quy câu tiếp nha mọi người. Kìa, đang quay cho mọi người cá đang bình phao Quy kìa. Đó. Rồi trễ rồi. Dính con này to mọi người, con này lớn, Quy giật người đó đó mời. Đây, con này trong ngoài bảo hết dướng, nó đang dướng cây xua đũa ngay chỗ Quy nè, Quy đưa vô không được. Đây nhích gần quên cái đang vô trong con cái Quy đang núp nắng dưới cây xua đũa. Một ố bự đẹp ghê mọi người, còn mình ha, cá bự quá trời. Rồi thôi Quy tháo qua bỏ thùng nha. Rồi, quay qua quay lại cá nè, mất cái phao bên này cũng Quy rồi nè mọi người, không biết con gì đây nó rút. Mới quay qua lấy miếng nước uống, con này lớn mọi người. Ghê không? Họ mập khủng khiếp luôn. Đó. Quá trời bự rồi mọi người. Đây. Giật Quy việc đem vô tốc hành luôn. Đó, mặt tài xè của Quy ha mọi người ha. Cá đẹp ghê này, bự dễ sợ bự luôn. Đó, ok. Rồi Quy tháo ra nha. Cá đẹp quá trời. Nãy giờ Quy có làm sẵn ba cái rộng đặt tép riêu nè mọi người. Đó ha, nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi mình bỏ miếng cám vô đây ha. Cám gì cũng được anh mọi người, miễn nó có mùi tanh là mình hốt miếng cám mà mình bỏ vô đây nè. Tép riêu nó chui vô đây ha. Mấy cái này là Quy làm sẵn ở nhà cho đỡ mất thời gian, xong rồi Quy đặt dọc đây để Quy kiếm mớ tép riêu. Hồi mình móc vô mình câu cá nha mọi người.
thì câu một cá rô phi hay là cá nào nó ăn, hoặc là câu tôm cũng được. Giờ cứ đặt kiếm mớ tép riêu trước đi ha. Đó, nó chỉ đơn giản là mọi người. Rồi đây. Đó, mọi người cắt lộn ngược cái chai lại vậy thôi. Đó, mọi người đục đây hai cái lỗ nè, xỏ cây đũa vô cho nó giữ lại. Rồi, ở đây mọi người đục thêm cái lỗ này để cho nó thoát nước hoặc là nó có mùi nó ra nữa. Rồi thôi bây giờ Quy đi đặt rồi Quy quay tiếp cho mọi người coi nha. Đây đi mọi người, ở đây mình đặt trước một cái xuống đây đàn trước đi ha, có cái đầu đũa dư để mình cắm vô sình cho nó đừng có chồi đi á mọi người. Đó, cứ đặt lại ngậm dưới đây đi, nhấn cho nó ngập nước, nhấn nó xuống. Rồi, rồi mình gãi đây đi. Đó, rồi là mọi người coi nó cũng vô, cho nước nó cho nó ngập đầy đi. Rồi ha, xong một cái này Quy đặt đây nha. Rồi giờ Quy đi Quy đặt tiếp thêm hai ba cái nữa. Rồi Quy quay cho mọi người coi. Đó, quay cho mọi người coi ha, cái con kênh của Quy câu ngày hôm nay là nó chạy dài từ đây nè. Đó, dài mút chỉ ngoài kia ha. Giờ mình cứ lựa cái chỗ nào mà đẹp á mình câu thôi ha mọi người ha. Đó, nó chạy dài mút chỉ kia. Okay. Còn bên đây nữa mọi người, đó. Chạy dài tuốt mút chỉ vô trong kia tha hồ mình vô mình câu nha mọi người. Đó. Dính. Rồi con này to ra mọi người, dướng nha, mấy lúc dướng nha. Rồi ok, để đưa ra cho mọi người câu. Trắng được quá, ú. Này. Ngon lành quá mọi người. Ha. Rồi ok, Quy tháo ra nha. Cá ăn rồi mọi người. Đó. Nó ăn rồi, dính rồi nè mọi người. Trời ơi, con cái mẹ. Rồi để Quy đem cho mọi người coi nha. Ok, mọi người. Dài chân mái rồi. Ok ha mọi người ha. Rồi, không phải tháo ra nha. Phao dế Quy ngoài kia nó cũng đang ăn nữa. Trời hôm nay gió dữ lắm mọi người. Gió thổi ù ù ù. Bình phao, trời sợ gì xảy nữa rồi. Nó ngút cái phao quỳ tốt vô trong bụi trong này nè mọi người. Đây nè, dính rồi nè. Đây nè, đó. Nó ngút cái phao, đang quay và móc cây chứng kiến ở bên này, nó ngút mất cái phao đây nè. Nè, ngon quá trời. Để đem cho mọi người coi cái nha. Đi sửa cái chân máy rồi ăn cái. Đây nè. Nè. Cá to ghê. Rồi. Ok ha mọi người ha, không Quy tháo ra nha. Giờ Quy đi Quy thăm thử mấy cái lợp tép của Quy coi. Quy mới đặt nãy giờ chừng khoảng nửa tiếng à, coi có được con tép nào vô không nha mọi người. Rồi có con cá vô đây nữa nè mọi người. Đây nè, con cá ba chầu nè. Trời đặt tép mà con cá ba chầu nó vô đây làm gì trời. Trong này nè. Nè, đây quay cho mọi người coi. Cho chắc nước ra bớt đi đó. Mọi người thấy con cá không? Thấy không? Hai con chứ một con đâu. Đó. Đây là hai con luôn nè. Quy đặt lợp tép mà không có tép mà có cá cha. Phải có con nha. Con này con gì là Quy quên tên rồi. Đó. Được hai con cá bá chầu trong này.
Đây coi coi. Quý thấy hình như có một hai con tép nhỏ trong này á mọi người. Được hai cá ba chồng nữa. Mà để quý lấy còn hai ba cái hũ kia nó quý lấy lên cho mọi người coi luôn nha. Ăn rê phao đầy khúc nè. Đó, còn rê đi qua đi lại đó mọi người. Không biết cá gì. Dính. Rồi cho nó rút. Đây đây nè. Rồi. Ok. Đây tôi đem cho mọi người coi cái. Sửa cái máy quay chứ ngồi vừa dưỡng nè. Ok ha mọi người ha. Rồi ngon lành. Tháo qua bỏ thùng nha.